thưa quý vị bộ công an vừa ban hành thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới theo đó đối với chủ xe là công dân việt nam thì biển số được quản lý theo số định danh cá nhân Chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập, hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú, số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập. Thông tư cũng quy định khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại đăng ký biển số xe, không giao cho chủ mới của xe. Sau đó chủ cũ của phương tiện nộp lại đăng ký và biển số xe cho cơ quan công an để làm thủ tục thu hồi. Riêng đối với trường hợp biển số trúng đấu giá thì được phép chuyển nhượng xe kèm theo biển số. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.